Alo, hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người đến với cái video tiếp theo của mình em ơi. Ok nhá, hôm nay thì cũng đang đi đi một tí nên là làm vài tay tài xỉu sang cái bài kiếm tìm vốn à, anh em nhá. Hôm nay mình đã đang có vốn là 55 củ thì bây giờ mình sẽ gọi là vào xong con game tài xỉu này mình chơi kiếm lúa cho anh em cùng nhau tham khảo qua phương pháp đánh, cách đánh của mình nhá. Đấy, chủ yếu là mình sẽ chơi theo cái phương pháp gọi là ăn non là chính rồi mọi người. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cùng mở ra cái đường cầu của game tài xỉu sổ tàng kiếm bài xem hoặc là cái dạng cầu của nó đang như nào nào. Thì hôm nay mà cái dạng cầu của game tài xỉu sổ tàng kiếm bài mà nó chảy còn ngon tí ấy, có thể là chúng ta sẽ ăn tiền nó húp húp ngon ngon húp húp một tí. Còn mà cái đường cầu mà nó xui, đấy, nó chảy không đúng cái xu hướng của anh em mình đề ra thì có thể chúng ta sẽ ăn tiền nó nhẹ hơn tí xíu cũng được. Còn game tài xỉu sổ tàng kiếm bài hôm nay nó đang có chương trình tặng thưởng 2% vốn nha anh em nhá. Ở đây thì trong cái đường cầu đầu tiên thì ta có thể thấy rằng là một cái dạng cầu đang chạy nó cứ kiểu là 1 2 3 à 1 2 4 điểm về bên nhà tài thì có khả năng cao tay này nó sẽ về bên nhà tài tiếp anh em ạ. Để mình xem cái đường cầu bên cái con phền phần này xem nào. Nói chung thì xem cái gì cũng thế thôi anh em xem hai cái đường cầu cho nó kỹ tí. Đấy, ok chưa? Để xem nào. Đây, mình hạ cái độ sáng của màn hình xuống này đi nó xem nó đã anh em ạ. Rồi xem nào. Xem bây giờ là cái đường cầu của nó như thế nào đây. Đây thì cái đường cầu của nó đã đối xứng này, cầu 2323 này. Nếu như cái đường cầu 2323 này nó tiếp tục nó chạy thì cái tỷ lệ cầu nó về bên nhà tài khá là bên nhà xỉu cũng khá là cao. Cái đầu tiên mình nổ cho nó tầm khoảng là 5M luôn cho nó máu em nhá, 5M 170k thiên về bên em nhà xỉu. Ok cho mọi người. Đấy mình chỉ chơi như thế thôi. Chủ yếu mình ngồi mình đánh thì cũng chơi thì nhẹ nhàng nhàng như thế thôi anh em, chứ không cần gọi là chơi nó căng quá là chơi nó kiểu gọi là nó to quá như nào đâu nhá. Nếu chúng ta chơi to quá rất là khó để cho anh em mình có thể gọi là ăn tiền được đúng không em nhau. Rồi chúng ta cùng chờ đợi xem cái kết quả của nó như nào, thành công nó chạy theo xu hướng cầu xỉu hay không hay nó đen nó gãy. Đây giờ một cái tay này mà nó đen nó gãy thì chắc có lại phải bình tĩnh một tí xíu anh em nhé, chắc chắn là như thế rồi anh em. Đợi xíu nào, đợi xíu nào. Quả này hút lúa thì cũng phê luôn. Mở ra nhá. Đây, một thằng đầu tiên em nhá. Quá tuyệt vời luôn, cái đường cầu nó chạy đẹp của nó xứng nhau anh em ạ. Thế thôi, cái chung thì đánh thì nó cứ gọi là hy vọng cái đường cầu nó chạy đẹp đẹp thế thôi anh em. Ăn tiền hút tiền nó đều gọi là có cái bằng chứng hết anh em. Đi thêm phát nữa nhá. Ở đây thì nếu như anh em mình đi tiếp thì cái khả năng cao của cái đường cầu này nó vẫn đổ về bên nhà xỉu. Ok chưa? Cái xỉu này mình đánh tầm khoảng 2 triệu 82k, ok chưa? Đấy, đi nó nhẹ nhàng vậy thôi. Chủ yếu đánh thế nào đấy mà chúng ta thấy có gọi là có lúa mang về rồi nhá, có lúa mang về ok lắm rồi. Còn mà nếu mà cái tay này mà nó gãy thì chắc có lẽ tại sao chúng ta phải đánh lại đánh to hơn tí xíu ok chưa? Ok chưa? Đợi tí xíu nào. Đợi xong xem cái quả này nó liệu có thành công nó về bên nhà xỉu hay không hay nó đen nó gãy. Trong cái tay này nếu nó gãy thì chắc là mình cũng phải làm lại tí đấy. Đây này, cầu của nó thì nó đang thuộc cái dạng cầu là nó đi đối xứng đúng không? Nó đi đối xứng nhau. Giờ mình chỉ hy vọng rằng nó đối xứng kiểu cầu gì vào tay này nó em xỉu thôi. Đúng không? Đối xứng kiểu gì vào tay này cũng bổ bổ em xỉu là đẹp. Ui giời ơi, bổ thế này thì ai mà đỡ nổi chứ. Nó qua về bên em nhà nhà ấy mới đau chứ. Đèn thế cùng. Cái cú quá không biết. Quả đấy là nếu mà cái đường cầu nó bị gãy thế này chắc là bây giờ mình phải làm cái to rồi. Cầu này mình xem bên này xem như nào. Nói chung thì hai cái dạng cầu xem cầu nào nó ngon hơn mình đánh thôi. Đây. Nổ phát to luôn anh em nhé. Nổ phát to sang bên em này luôn. Cái này thì mình nghĩ rằng là cái khả năng cao của nó sẽ đi theo cái số cầu tài sẽ nhiều hơn là cầu xỉu ấy. Đúng không? Nên là anh em mình sẽ đánh theo cái cầu cầu tài là ok luôn đấy. Rồi chúng ta cùng chờ đợi xem kết quả của game tài xỉu này thì nó như nào nhá. Liệu có thành công hay không? Hay nó đen nó gãy. Càng quá mọi người ạ. Ở đây thì mình vẫn khá tự tin là nó chạy theo xu hướng về bên em nhà tài đấy, vì là cái đường cầu này nó đang đi theo cái đối xứng nhau ấy. 2124 này, 12 này. 21412 anh em thấy ổn không? Có ổn hơn chứ còn gì nữa. Rồi mở ra xem thế nào nào. Ok cho mọi người. Anh em thấy ok chưa? Quá là ok luôn chứ còn gì nữa anh em. Rất là nhức nách, rất là nhức nách anh em ạ.
Tất cả là vời luôn chứ còn gì nữa, phải chê tầm này nữa anh em. Tầm này đếch cần phải chê nữa, tầm này đếch cần phải chê nhá. Và ở trong cái ván tiếp theo này, trong cái ván tiếp theo này mà căng này. Nếu như trong cái khả năng cao trong cái trường hợp này nó tiếp tục bỏ chạy thì cũng có khả năng cao là cái xu hướng này nó sẽ về tiếp về bên em nhà cầu tài anh em ạ. Để xem cái tay này nó về cầu tài hay không. Giờ cái cầu tài này thì để xem. Không không, nó không về ông cầu tài đâu anh em ạ. Thôi thì nếu như cái ván này nó khó này thì mình sẽ bỏ qua ván đi nhá. Cứ bỏ qua xong rồi để ván sau mình đánh nó sẽ hiệu quả hơn đấy. Chứ còn mà tầm ta mà đánh tiếp thì cũng không giải quyết được vấn đề gì hết anh em ạ. Nên là cứ bỏ đi nhá, cứ đánh tay nào ok thì anh em cứ bỏ cho mình. Còn nếu mà anh em mình thích đánh nữa thì mình có thể mình đánh tay này về xỉu ấy. 2 triệu 5 này, thêm nó là 10k 100k đấy, cho nó tròn tiền anh em. Rồi mình xem nào. Ui tài thật đấy, cày thế nhỉ. Vậy biết thế mình bỏ là đẹp rồi. Vậy không bỏ đen vãi nồi. Kiểu kiểu mấy cái quả cầu mẹ nó chạy theo kiểu là cầu cầu ngắn nè, thành ra là mình cũng hơi hơi lúng một tí. Thôi không sao, bình tĩnh một tí anh em ơi. Nói chung thì trong cái dạng cầu này thì chúng ta vẫn có thể chốt lãi được bình thường thôi, nên là chúng ta có thể là bình tĩnh một tí cảm nhận. Trong tay này thì mình vẫn nghĩ rằng là nó về bên em nhà cầu tài chắc chắn luôn, tầm khoảng 89% gì đấy là nó sẽ về bên cầu tài. Cầu 32 một điểm về bên nhà xỉu anh em, ok chưa? Ok luôn chứ còn gì nữa, phải chê nữa. Chờ đợi nãy giờ rồi anh em ơi. Cầu cầu đi lùi 321. 321 điểm về bên nhà xíu ấy. Chứ còn này mà 123 đi tiến là khó nói, còn này 123 đi tiến là khó đánh rồi đấy. Chắc thế là nó cứ đánh về theo cái đường cầu đi lùi trước đi nhá. Chứ còn qua đây cầu tiến còn còn cái gì thì các bạn. Đây này ok nha anh em. 11 điểm luôn mới đâu chứ, ngon, có đẹp đẹp luôn anh em ạ. Rồi. Đấy bao nhiêu? 84 củ anh em ơi. Có lẽ chốt lãi rồi nhờ. Mẹ húp húp 30 củ rồi thì còn tham gì nữa đúng không anh em nhờ. Thôi mình xin phép em là chốt lãi sớm, ok chưa? Còn hôm nay mình chốt lãi sớm nhá anh em nhá. Đấy thì cũng kiếm được khá khá là ok ở trong con game tài xỉu tăng cái bài này rồi. Nên là cũng hy vọng rằng anh em ai xem cái video này của mình thì cũng lấy cái động lực nào mà ở cái, lấy cái động lực này để chơi thêm một con game tài xỉu cho tăng cái bài nhá. Ok bye bye anh em nhá. Nhớ cho mình một like subscribe để có những cái động lực mình ra nhiều video hay hơn. Ok, bye bye mọi người nhá.